công tử đang đưa ai vậy? Ta đang gọi một vị cổ nhân. Vậy vị cổ nhân đó đã đến chưa? Đã đến rồi. Vậy cô nương đó trông như thế nào? Đã từ lâu lắm rồi, ta cũng không nhớ nổi gương mặt của nàng như thế nào nữa. Vậy ta và công tử cùng giống nhau, ta cũng từ lâu rồi cũng không nhớ lần cuối ta và nàng gặp nhau từ bao giờ. Dám hỏi công tử tên gọi là gì? Tài hạ là Nguyên Phiêu Du. Vậy con công tử? Tài hạ là Huy Phiêu Bạc. Nếu như hôm nay ta có duyên gặp công tử ở đây rồi thì chúng ta có thể kết nối tân băng hữu. Ta rất vui khi được kết tân băng hữu với công tử. Huy công tử, hôm nay nhân dịp ta có một băng hữu mới, ta muốn mời công tử tới Lan Quế Phương để xem hoa thường nguyệt có được không? Được, ta sẽ đi cùng công tử. Vậy mời công tử.